Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Người tuổi Sửu treo tranh gì trong nhà để thu hút may mắn? Tóc tranh phong thủy tuổi Sửu không thể bỏ qua. Chọn tranh hợp tuổi Sửu sẽ mang đến cho gia chủ nhiều may mắn và tài lộc. Vậy tuổi Sửu nên chọn tranh gì? Cách treo tranh thế nào để vừa mang lại tính thẩm mỹ cho không gian, vừa có ý nghĩa phong thủy tốt lành? Tổng quan về tuổi Sửu. Sửu là con giáp đứng thứ hai trong số 12 con giáp. Đây là con giáp đại diện là loại trâu, tượng trưng cho sự nhẫn nại và kiên trì, luôn có thiên hướng về một cuộc sống ổn định, sung túc nhờ có đức tính chăm chỉ, cần cù. Người tuổi Sửu là người giàu tính sáng tạo, luôn nhìn thẳng vào thực tế, sống thiết thực và có trách nhiệm. Tuổi Sửu thường có lập trường vững và luôn có mục tiêu rõ ràng, phấn đấu vì mục tiêu đến cùng. Đó là những bản chất mạnh mẽ và nổi trội khiến người khác khâm phục. Tuổi Sửu sinh năm bao nhiêu và mệnh gì? Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949-2009 thuộc hành hỏa. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1937-1997 thuộc hành thủy. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1925-1985 thuộc hành kim. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1913-1973 thuộc hành mộc. Tuổi Tân Sửu năm 1901-1961 thuộc hành thổ. Theo ngũ hành, tuổi Sửu có nhiều loại, được chia làm năm hành. Mỗi năm sinh khác nhau sẽ mang những mệnh và hành khác nhau. Vậy nên, gia chủ cần phân biệt rõ để chọn tranh cho đúng nhất. Tuổi Sửu nên treo tranh nào hợp với tranh phong thủy nào? Nếu chọn tranh phong thủy mang hình tượng con vật, thì chủ nhân tuổi Sửu có thể chọn những bức tranh với hình tượng chuột hoặc gà đều được, rất hợp phong thủy. Tiêu biểu có thể là bức tranh gà treo Tết hoặc tranh đám cưới chuột của dòng tranh dân gian Đông Hồ. Tuyệt đối không chọn tranh phong thủy có hình tượng dê nhé các bạn. Tuổi Sửu hợp nhất với tuổi Sửu là tuổi Dậu, nên treo một bức tranh đám cưới chuột hoặc tranh gà sẽ mang đến may mắn, tài lộc. Nhưng tranh phong thủy hiện nay sẽ có rất ít dòng tranh mang hình tượng con giáp, vì có những con giáp khá mạnh mẽ, không phù hợp để trang trí trong gia đình, đặc biệt gia đình hiện đại như bây giờ. Tranh phong thủy tuổi Kỷ Sửu. Vốn dĩ, những người sinh năm Kỷ Sửu thuộc bản mệnh hỏa. Bởi vậy, mệnh mộc sẽ tương sinh tốt nhất cho những người tuổi Châu và mệnh thủy là bản mệnh tương khắc với những người thuộc căn Kỷ Sửu. Đối với những gia chủ sinh năm này, nên chọn những mẫu tranh có màu sắc chủ đạo như đỏ, cam, hồng, tím hoặc những dòng tranh có màu xanh lá. Cần tránh đi màu xanh dương hoặc đen, thậm chí cũng không nên chọn những mẫu tranh có màu ghi hoặc màu trắng. Nội dung tranh hợp với tuổi Kỷ Sửu này có thể là tranh vẽ rắn, ngựa, hình mặt trời, tranh sơn thủy, hoàng hôn, thành phố hay xe cộ. Ngoài ra, những mẫu tranh về cây cối, hoa lá, rừng rậm cũng rất thích hợp với người tuổi Kỷ Sửu. Tuy vậy, khi chọn những mẫu tranh để treo trong nhà, gia chủ nên cân nhắc đến sở thích cá nhân, có thể tham khảo những mẫu tranh dưới đây cho từng không gian trong nhà. Phòng khách, tranh nạn ngựa chạy đua, tranh mã đáo thành công, tranh mang tâm lành đưa phúc đến. Phòng ngủ, tranh cánh hoa chiều, tranh hôm, tranh khu phố màu hồng. Phòng bếp, tranh phố cổ, tranh sen đá mát, tranh sweet love coffee. Tranh hợp tuổi Tân Sửu. Tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ nên có thể chọn tranh cùng mệnh hoặc mệnh hỏa, bởi thổ tương sinh với hỏa. Mọi vật khi cháy hết đều trở thành dưỡng chất cho đất. Có thể chọn thêm những mẫu tranh thuộc hành kim, song song cần tránh đi hành mộc. Mộc sẽ hút hết dưỡng chất từ thổ. Trong ngũ hành, những màu đại diện cho hành thổ là màu vàng, nâu đất, đại diện những mẫu tranh thuộc hành hỏa và kim như đỏ, hồng, tím hay trắng, ghi. Nên tránh những mẫu tranh có màu chủ đạo là xanh lá để tránh tiền của thất thoát. Mệnh thổ cũng không nên chọn mẫu tranh có màu xanh dương hoặc màu đen. Những mẫu tranh phù hợp với tiêu chí trên có thể là hình mặt trời, tranh hoa hướng dương, tranh hoa mẫu đơn hay tranh núi lửa đều được. Nên tránh mẫu tranh thiên nhiên, tranh núi đồi có quá nhiều màu xanh. Dưới đây là gợi ý giúp gia chủ tuổi Tân Sửu có thể lựa chọn những mẫu tranh phù hợp cho từng vị trí trong nhà. Phòng khách, tranh đồng hoa mặt trời, tranh bình hoa phát tài, tranh ngọn núi vàng. Phòng ngủ, tranh vòng xoáy không gian.
tranh xe buýt và chiếc ô tô, phòng bếp, tranh cá biển, tranh cách điệu, tranh chú chim và bông hoa. Tranh hợp tuổi Quý Sửu. Tuổi Quý Sửu là những người mệnh mộc, vậy những người Quý Sửu sinh năm 1973 hợp tranh gì? Nên chọn mẫu tranh thuộc mệnh nào giúp mang lại tiền tài, bình an và hưng thịnh cho gia đình? Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Người thuộc mệnh mộc có thể chọn những mẫu tranh hành thủy hoặc hỏa. Tuy nhiên, mộc tương trợ cho hỏa nhiều hơn. Vì vậy, không nên chọn tranh nghiêng về hành hỏa quá nhiều. Tuyệt đối tránh đi hai hành xung khắc với mộc là thổ và kim. Đây là mối quan hệ tương khắc sẽ gây ra những điểm xui xẻo cho người tuổi Sửu. Những người tuổi Quý Sửu nên chọn dòng tranh sơn thủy, tranh núi rừng, tranh đồng quê cây cối, tranh bốn mùa hoặc những mẫu tranh mệnh thủy như tranh cá chép, tranh hoa sen, tranh hồ nước, thủy cảnh, v.v. Có thể chọn tranh treo trong nhà dựa theo những gợi ý dưới đây. Phòng khách, tranh non nước hữu tình, tranh tâm lành mang phúc đến, tranh dòng thác mộng mơ. Phòng ngủ, tranh cánh chim, tranh cả vườn xuân. Phòng bếp, tranh cô bé trong chiếc cốc và chim cánh cụt dễ thương, tranh đàn cá và chú gấu con. Tranh hợp tuổi Đinh Sửu. Đại diện cho tuổi Đinh Sửu là mệnh thủy với những màu sắc như xanh lam, xanh dương hoặc đen. Tương trợ với thủy là kim, tương sinh với thủy là mộc. Chính vì vậy, gia chủ tuổi Đinh Sửu có thể chọn những mẫu tranh thuộc hành thủy, kim hoặc mộc. Nên tránh đi những mẫu tranh có màu chủ đạo là đỏ, cam hoặc xanh lá, hành hỏa. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến vận khí trong nhà. Tuổi Đinh Sửu hợp với những loại tranh phong thủy có yếu tố nước trong đó. Có thể chọn tranh trang trí liên quan đến thác nước, tranh mã đáo thành công, tranh thuận buồm xuôi gió, sông núi hoặc tranh hoa có màu xanh lam hoặc xanh lá để đa dạng các sự lựa chọn. Tham khảo thêm các gợi ý về những mẫu tranh phù hợp với từng vị trí trong nhà khác nhau dành cho người tuổi Đinh Sửu. Phòng khách, tranh thuyền và biển, tranh thuận buồm xuôi gió, tranh sơn thủy hữu tình. Phòng ngủ, tranh cá chép và đại sen, tranh hoa sen trắng nền đen, tranh cánh kim. Phòng bếp, tranh các loại lá cây, tranh các loại nước hoa quả, tranh các loại vật dễ thương. Tranh hợp tuổi Ất Sửu. Tuổi Ất Sửu là những người mang mệnh kim, đại diện là kim loại, với các màu chủ đạo là xám, trắng, ghi, bạc. Người thuộc mệnh thiên căn Ất Sửu nên chọn tranh mệnh kim, thổ hoặc thủy, tránh lựa chọn những bức tranh có liên quan đến hỏa hoặc mộc. Những mẫu tranh có gam màu đỏ, hồng, cam cũng là một gợi ý tuyệt vời. Đối với gia chủ thuộc hành kim, nên chọn tranh phần lớn về các loại hoa có màu trắng hoặc các loại chim có màu trắng. Như vậy, tuổi Sửu có thể lựa chọn các nội dung tranh như tranh đồng quê, tranh núi non, tranh phong cảnh. Khách hàng tuổi Ất Sửu có thể tham quan thêm các gợi ý về từng mẫu tranh hợp không gian trong nhà sau đây. Phòng khách, tranh thuyền và biển, tranh biển đảo nên thơ, tranh cầu Long Biên thời xưa. Phòng ngủ, tranh hoa sen trắng nền đen, tranh đàn cá tung tăng, tranh hôm. Phòng bếp, tranh cảnh lá, tranh cảnh vườn xuân. Một số lưu ý khi treo tranh cho người tuổi Sửu. Để tránh những sai lầm trong việc chọn tranh treo từng vị trí trong nhà, người tuổi Sửu cần lưu ý đến những nguyên tắc sau đây. Tuân theo quy tắc ngũ hành. Tam hợp, đối với tuổi Sửu, ba con giáp hợp là Tý, Dậu, Sửu. Chính vì vậy, muốn mang lại vận may cho gia chủ tuổi Sửu, trong nhà có thể treo các mẫu tranh về chuột, trâu, gà. Đặc biệt, tranh phòng thờ hợp tuổi Sửu có hình ảnh ba loại động vật này sẽ mang lại điểm tốt về yếu tố tâm linh để mang lại vận may về đường tình duyên, kết giao bạn bè. Sửu hợp với Tý bởi Sửu mang hành âm, còn Tý mang hành dương, hỗ trợ lẫn nhau. Xung khắc, Sửu kỹ nhất là mùi. Vì vậy, khi chọn những mẫu tranh mang nội dung về động vật, gia chủ tuổi Sửu cần tránh với hình ảnh con dê và ngược lại. Tuổi Sửu nên treo tranh hướng nào? Đối với những gia chủ tuổi Sửu, cần chú ý đến thiên can và mệnh nhiều hơn để có thể chọn hướng treo tranh thích hợp nhất. Tranh thuộc hành mộc nên chọn treo hướng đông nam, mệnh thổ chọn hướng tây, mệnh kim nên chọn hướng bắc. Những mẫu tranh có yếu tố hỏa cần treo ở hướng nam để có thể tương hỗ lẫn nhau. Tranh mệnh thủy có thể treo tại hướng đông. Vị trí treo tranh. Mỗi vị trí trong nhà sẽ có những lưu ý khác nhau khi treo tranh. Đối với tuổi Sửu nên lưu ý về vị trí treo tranh cho từng không gian như sau. Chọn tranh phòng khách hợp tuổi Sửu.
nên chọn tranh lớn khổ ngang hoặc bộ 3 đến 5 tranh có kích thước phù hợp. Chú ý, tranh mệnh thủy phải quay vào trong nhà để tránh thất thoát tiền tài. Chọn tranh phòng ngủ hợp tuổi Sửu nên chọn màu sắc tươi sáng có kích thước vừa phải, không quá to. Chọn tranh phòng bếp hợp tuổi Sửu, chú ý đến những mẫu tranh giúp kích thích cảm giác ăn uống nên chọn bộ tranh nhỏ thay vì các mẫu tranh ngang có kích thước lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.